Năm nay, các tổ chức công đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình quy mô tặng 2.000 vé xe miễn phí hoặc giảm giá cho người lao động. Ghi nhận sáng nay tại một điểm tiễn người lao động về quê ăn Tết. Dậy sớm và lĩnh kỉnh các loại quà về quê ăn Tết, nhưng hành trình về quê ăn Tết của người lao động năm nay lại vui hơn. Những tấm vé miễn phí của công đoàn đã giúp họ không phải lo lắng về chi phí về quê. Đó là một món quà vô cùng có ý nghĩa đối với em cũng như là những người lao động nghèo như chúng em. Đối với em thì em cảm giác là mình sẽ hưởng một cái Tết thật là ấm áp, vui vẻ với gia đình. Đón xuân quê nhà, như chương trình chăm lo cho người lao động năm nay đã góp phần để người lao động hưởng một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên người thân và gia đình. Và sau Tết, họ trở lại tiếp tục công việc, cải thiện cuộc sống và làm giàu cho gia đình và đất nước.